làm tí lẩu. Mà mỗi hai cửa. Ông có hai cửa thì chỉ một thôi. Anh em làm vào kia. Đại đòn đi. Vợ. Đâu. Quay lại chi. Tắt rồi. Lẩu. Vứt luôn cái máy nó đi. Tập trung vào ăn. Anh em ăn lẩu cả. Ông bấm ông gọi cho cái này hết live stream cả. Lớn rồi, sắp lên vợ rồi, ăn nói rồi mồm miệng nó gọn gọn vào. Tát là đi, trẻ con đâu mà cứ live stream bên live chủng. Giờ để nó hát hát nó cứ lên. Giờ em nuôi cá ngựa rồi. Mẹ có con, hai con. Cho thịt chó vào đi không phải lại tía lại thừa. Ở đây đây toàn xương. Đâu. Đây thì ăn thịt chó ở đây nóng quá luôn. Còn thịt chó. Mẹ nó thịt chó. Trưa này đi ăn thỏ. Kiếp mời đi. Kiếp này bán sập. Đây. Có thằng xem rồi hả? Cố đi, mời gọi là lăn tâm anh em. Đào. Có người xem ổng. Xem đây là đang là xương dầu. Cha đang là xương dầu. Ông ngoại hả? Ngoại như thế là ngoại chết rồi, nhưng đây là ông cũng là ngoại rồi. Nói chung chết là mình phải theo tang à, không xa tang này cái mua mở thịt phòng đây cũng cái này là chỉ đi về với những người nhà. Anh biết cái ông già nhất ông hay đi lễ Phương Minh với lại các thằng họ ở hay đâu cho là chỉ chạy nha cho nó. Ăn nó nan miệng luôn. Không. Nó con mấy. Nó cá phải sạch được. Con chó là cá sạch được. Địt mẹ con nào còn cho người hết. Món này là món lợn rang gì à? Lợn xào thính. Món này là lạ. Lợn mán xào thính. Chưa ăn bao giờ. Trên anh là ít khi được ăn món nè. Món thịt. Cái miếng này em chưa ăn bao giờ. Ừ. Này ăn. Chắc nâu nhỉ. Hút một lít nữa. Mẹ đưa số nè. 094 092. Ôi, chưa cho tí rau nào vào. Ừ, chưa ăn tí rau nào, 5 tí rau nữa. Mẹ cho Thuận nó bảo từ từ. Chờ thịt chín, hết thịt chín rồi xong rồi. Mang cái tôm bỏ này vào. Tôm muốn là hết cây rau rồi. Nhưng mà rau này là rau của họ đưa. Tâm đi còn ở trong cái tôm rất là này. Là của họ đưa chứ thì tôi còn quay nào đâu mà thế nên thiếu ông đoàn à này thiếu đoàn quên bạn đẩy một bộ thôi nha anh em mà thông cảm dừng để ăn cái đấy vẫn dừng dài.